Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe kiểu dáng nhỏ gọn, gầm cao, đô thị, rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm và cân nhắc lựa chọn về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium sản xuất năm 2020. Với phiên bản mẫu này thì là phiên bản giao diện mẫu mới rồi, nó sẽ không còn trang bị lốp treo phía sau nữa. Đấy, những đường nét tổng quan chi tiết về chiếc xe thì em sẽ quay cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Viễn Nguyên Auto số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không bị đâm va, không bị đập nước, bao chất test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Một dàn lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Bâm thì trang bị bâm hợp kim. Đây là những đường nét chi tiết về hệ thống bâm lốp của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham khảo. Chất lượng rãnh lốp, những đường rãnh vẫn còn rất là dày. Bâm thì trang bị bâm hợp kim 17 inch, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, sơn si của chiếc xe vẫn còn rất đẹp. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh với quãng đường là hơn 40.000 km thôi. Đấy, một dàn lốp của chiếc xe thì trang bị lốp liền đời thôi. Nó vẫn còn rất là mới anh chị ạ. Mới hơn 40.000 km. Đây là những cái đường led ở phía sau. Đấy, các bạn có thể tham quan về những cái đường nét chi tiết sơn si. Tính năng an toàn thì có đầy đủ cảm biến cam đùi. Đây cái chị và các bạn đợi em chút, sẽ mở cho chị và các bạn có thể tham quan qua một không gian khoang cốp của chiếc xe để các bạn có thể có cái nhìn tổng quát nhất. Đây cái nó sẽ mở theo kiểu này anh chị này. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ cùng lắm. Mở cánh cửa của cái chiếc xe này nó sẽ là mở kéo ngang anh chị nhé. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe các bác có thể khám phá cùng những đường nét như là hệ thống máng nước hay là những cái phần chi tiết đinh tán, tất cả những cái chi tiết để mình có thể đánh giá được cái độ hao mòn của chiếc xe cũ đã qua sử dụng bên đơn vị giao bán. Và cửa hàng luôn khuyên khách hàng hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn đập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Và với mẫu xe này thì nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất tiết kiệm thôi, chỉ khoảng 8,9 lít cho đường trong đô thị, 5,62 lít cho đường ngoài đô thị. Đường kết hợp của chiếc xe này nó chỉ rơi vào khoảng 6,8 lít thôi. Đấy. Đây là những cái chi tiết về không gian nội thất ở hàng ghế thứ hai. Với những cái chi tiết về đường chỉ này, hay những phần con ốc, tất cả các chi tiết về táp ly của chiếc xe nó vẫn rất đẹp. Những cái chi tiết da phối với cả giả da của chiếc xe, hay là những con ốc bản lề đây. Đấy, em quay kỹ một chút để cho anh chị và các bạn ở xa có thể tiết kiệm thời gian đi lại. Khi đến xem xe, anh chị và các bạn chỉ cần trao đổi về mức giá thôi. Vì thực tế cái chiếc xe này đơn vị kiểm tra rất là kỹ càng nên có cam kết đầy đủ trên văn bản hợp đồng giấy tờ, tự tin với những sản phẩm bán ra. Một cái không gian bên trong thì thoải mái cho 3 người ngồi. Trần của chiếc xe thì vẫn rất là cao. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua cùng em. Từ những cái đường led như là hệ thống các phím bấm chức năng nhả lên xuống kính chỉnh gương, khóa cửa trung tâm. Với bên trong thì nó sẽ có trang bị những phần con ốc bản lề này. Đấy, tất cả các chi tiết đường led từ bậc lên xuống, hệ thống ghế ngồi, rồi những phần đinh tán, chất lượng, những cái phần chất lượng ghế. Nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Đây là những cái phần như là củ số hay là hệ thống phím bấm chức năng điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió, màn hình thì được trang bị màn hình nồi, cùng với những cái chi tiết như là hệ thống vô lăng, tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, chất lượng về cái phần da của cái vô lăng này thì có thể tham quan này. Đấy, rồi là các phím chức năng như là set cruise control này, hệ thống đàm thoại rảnh tay. Đấy, rất nhiều tiện nghi và cái tầm giá nó cũng rất hợp lý thôi. Chỉ 455 triệu em còn thương lượng cho anh chị và các bạn khi qua xem xe. Giá thì còn vẫn còn hỗ trợ rất là tốt cho các bác đang có nhu cầu sử dụng một mẫu xe phục vụ gia đình di chuyển trong phố linh hoạt. Đây là những cái chi tiết như là hệ thống nắp cabo, những phần tấm nót động cơ đến những cái phần hệ thống dập nổi cực tròn của nhà sản xuất. Các chi tiết để mình có thể đánh giá được cái độ hao mòn cũng như là quá trình xe di chuyển có bị đâm va hay không. Những con ốc bắt bèo này, hệ thống ốc mặt máy,
ốc chân máy này, những phần chi tiết để các bác có thể dễ dàng đánh giá tổng quát. Anh chị và các bạn cần em quay chi tiết cận cảnh những cái phần nào, hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi đầy đủ cho các bác. Ford EcoSport phiên bản Titanium 2020 hiện đang chào bán với mức giá là 455 triệu, còn thương lượng anh chị nhé.